Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Như các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai mẫu xe Honda Click và Honda Vario. Đây là những cái mẫu xe đang được các bạn trẻ quan tâm rất là nhiều bởi kiểu dáng thiết kế là hiện đại và thể thao phong cách. Và thỏa theo yêu cầu của mọi người thì video ngày hôm nay mình có mặt tại siêu thị xe máy Minh Long với địa chỉ là 824A đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với Comac Thắng Lợi để có thể quay cận cảnh cũng như cập nhật mức giá bán mới nhất của cả hai mẫu xe Honda Click với hai phiên bản 125i và 150i. Còn đối với Honda Vario cũng với hai phiên bản là 125 và 150 để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Như các bạn cũng đã biết rồi, đây là những cái mẫu xe rất đẹp, rất phong cách và được các bạn trẻ quan tâm rất là nhiều. Và đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cái mẫu xe Honda e-Blade tại Việt Nam chúng ta. Và trong năm 2020 này thì Honda e-Blade tại Việt Nam ấy cũng có sự thay đổi về phần động cơ, nâng động cơ lên 150 khối, kết hợp với đó là những cái hệ thống tiện ích tốt hơn, ví dụ như là hệ thống phanh chống bó cứng ABS để có thể đối diện này, cạnh tranh trực tiếp với những cái mẫu xe nhập khẩu ở đây được các bạn trẻ quan tâm rất là nhiều. Và tới ngày 3 tháng 12 này thì Honda e-Blade sẽ chính thức được chạy thử lần cuối và sẽ ra mắt sớm với các bạn thôi, nên các bạn yên tâm. Chắc chắn với các bạn ấy là mẫu xe Honda e-Blade mới này sẽ đủ sức để có thể cạnh tranh với những cái mẫu xe nhập khẩu ở đây và sẽ đáp lại niềm tin yêu của người Việt Nam chúng ta trong thời gian vừa rồi luôn quan tâm theo dõi tới mẫu xe Honda e-Blade. Đó là một số cái thông tin thêm để gửi đến các bạn thông qua video này. Các bạn có thấy rồi đúng không? Rất nhiều các màu sắc đẹp của mẫu xe Honda Vario ở đây. Sau đây thì các bạn cùng mình đi cụ thể từng chiếc một để có thể cập nhật được mức giá bán chính xác như sau. Với mẫu xe Honda Click phiên bản 125 phân khối, giá bán hiện tại đại lý siêu thị xe máy Minh Long ấy là 65 triệu đồng chưa gồm đăng ký các bạn nhé. Và các bạn trả trước theo hình thức trả góp ấy là chỉ trả từ 20 cho tới 25 triệu mà thôi. Còn đối với mẫu xe các bạn đang rõ đấy là chiếc xe Honda Click 150 phân khối thì giá bán hiện tại rất là cao, lên tới là 93 triệu đồng cơ. Và các bạn trả trước theo hình thức trả góp ấy là trả trước chỉ từ là từ 25 cho tới 30 triệu đồng mà thôi. Đó là cái giá bán của dòng xe Honda Click. Còn đối với mẫu xe Honda Vario ấy, thì đối với mẫu xe Honda Vario 125 phân khối thì giá vào khoảng tầm 43 cho tới 45 triệu tùy theo từng màu sắc và phiên bản khác nhau các bạn nhé. Còn đối với mẫu xe Honda Vario 150 thì giá bán vào khoảng tầm từ 53 cho tới 55 triệu cũng tùy theo từng màu sắc và phiên bản. Hiện tại thì giá bán của dòng xe máy nhập khẩu ấy đang cao hơn khá là nhiều nên các bạn có thể tham khảo trực tiếp ở đây để mua cho mình. Còn trả trước đối với mẫu xe Honda Vario này, các bạn trả trước từ 10 triệu cho tới 15 triệu. Các bạn nào quan tâm tới những mẫu xe này thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại nhé là 0967 841 939 để được đại lý siêu thị xe máy Minh Long tại khu vực quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tư vấn cụ thể và chi tiết. Trên đây là tổng thể những cái cập nhật mức giá bán mới nhất của mình trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12 của hai mẫu xe Honda Click với hai phiên bản 125 và 150 cũng như Honda Vario cũng với hai phiên bản là 125 và 150 để gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.